Xin kính chào ông bà, cô chú bác, anh chị và các bạn nha. Hôm nay chúng ta sẽ đi đến một vấn đề, đó là thay đổi cái mái nhà ở bên đây Úc, nó sẽ là giá cả sẽ bao là bao nhiêu ha? Nó trước kìa. What's Adam. your name? Adam. Oh, you look too young. So how old are you, if I say so? 20. Thì bạn ấy chỉ mới có 20 tuổi thôi mọi người, rất là trẻ và rất là thân thiện luôn. Thì trước khi mà mình quay gì đó thì mình phải hỏi ý kiến trước nhé. Thì bạn ấy đã rất là vui vẻ, không có vấn đề gì cả. Thì mình đã tiếp tục quay, mình hỏi bạn ấy về một số các căn nhà này. Mình hỏi bạn ấy là căn nhà này lợp như vậy đó thì sẽ mất bao lâu. Thì bạn ấy nói là từ 2 đến 3 ngày. Đó. Thì lợp như vậy cũng rất là nhiều công việc để làm, chứ không phải là tháo cái mái ra rồi lợp đâu mọi người. Tại vì thường lúc trước đó là cái mái gối, cái nhà thì giống như lúc đầu mình để cho mọi người coi cái hình mái gối đỏ đó. Thì họ phải phải dỡ ra, phải đập cái mấy cái ống khói, rồi phải lót cái đồ ở trên cái trần nhà nữa để cho cái nhà được có quá quá lạnh đó, cái gì giữ ấm đó. Đó, nhiều thứ phải làm lắm. Và khi mà gạch đồ đó, tất cả các đồ máy là phải cái chỗ này nó sẽ có luôn kêu luôn những cái thùng như vậy nè, thùng rác như vậy nè, để đến rồi họ tự làm bỏ rác vô cho người ta luôn, làm tất cả mọi thứ luôn á đó. Đó thì trong khi đó thì bạn ấy và một số các bạn người bạn làm đồng nghiệp đó sẽ làm một cái căn nhà này. Thì căn nhà này hình như là mình thấy là có 4-5 người trong cái công ty đã đến làm. Và bây giờ thì đã dỡ cái mái ra xong rồi nè, bây giờ còn chờ lợp thôi, dỡ mái rồi làm mấy cái nẹp sắt lên đó, mà chờ lợp lên ha. Mình quay sơ sơ cho mọi người coi. Và bây giờ là xe cẩu sẽ đến cẩu cái thùng mà gạch này, tại vì cái này là gác, giống như là gác xây dựng đó, nó mình không có thể dục mấy cái gạch này vào những cái bin rác bình thường được, sẽ bị phạt đó. Đó, bởi vậy phải có những cái bin chuyên dụng như vậy. Mà nếu mà bình thường mà mình bướng một cái bin như vậy đó, cái bin lớn như vậy nè, thì ít nhất cũng mấy trăm đô một cái. Ở đây họ đem đến hai cái, họ kêu tính hai cái bin bự lắm. Thì cái tính cái phí cái phần bên này nè, là nó tính cho cả cái phí mà người ta lập nhà luôn rồi. Thì hai cái bên này cũng gần cái ngàn đồng của người ta rồi, ít nhất cũng 500 á. Tại vì nó cái bên ở bên đây tính theo là bên lớn nhỏ, 1 tấn 2 tấn gì đó, 3 tấn ví dụ như vậy. Thì bây giờ là cái mái nó đã tạm ổn rồi, nhưng mà cái chưa có xong. Thì cái này phải cái anh bạn kia nói là phải làm trong vòng 2 ngày mới xong lận, bây giờ mới là 1 ngày. Thì những cái rác thải ra, những cái rác bỏ ra thì những cái xe này đến kéo ha, thế giờ chết nặng lắm mọi người, tại vì trong đó toàn là gạch không à. Người ta có một cái chiếc xe giống như xe tải nè, kéo lên cái này là chuyên dụng chỉ để kéo những cái pin này thôi. Để có mọi người có thấy cái cần cẩu không, rất là to. Kéo lên. Mọi người để ý cái anh này nè, cái chỗ cái tay của anh đó là anh nó có những cái nút đó để anh điều khiển, để anh điều khiển để kéo cái pin này lên. Rất là nặng. Cái pin từ từ kéo lên rồi đó, bây giờ thấy không? Từ từ cái kia nó kéo xuống và để cho giờ anh đã tắt cái trên đó rồi nè. Và thủ tục để cho an toàn hơn là anh ấy bắt buộc á là phải leo lên
và để lấy cái dây giống như một cái dây nịt gì đó niềng cái pin này lại nữa, giữ cái pin này lại cho chắc hơn á, tại vì nhiều khi chạy xe nhiều khi nó bị tuột á, nhưng mà không bao giờ tuột đâu, nhưng mà tại phải làm cái bước này là bước bắt buộc á. Trước khi mà họ kéo cái pin lên, mọi người có thấy là họ dùng cái miếng vải che lại không? Để đừng có để cho những cái đồ trong pin nó rớt ra bụi đất, rồi rớt ra cho chúng dân chúng những cái xe đằng sau rất là nguy hiểm á. Tại vì khi mình đang chạy xe mà cái đồ gì trên xe của mình rớt xuống á, những cái xe xung quanh đó nó cũng sẽ rất là nguy hiểm á. Đó. Cái anh này cũng rất là dễ thương nữa. Để mình cũng hỏi ý kiến của ảnh để mình quay. Thì nói chung là ở bên đây á, mình muốn quay hình bất cứ ai có liên quan đến họ thì mình phải xin ý kiến của họ ha. Nếu không là rất là phiền phức luôn nha cả nhà. Đó, bây giờ anh chọn một cái pin đi rồi nè. Thì thường thường là đổ như cái này á, là cũng có những cái bãi rác, mà bãi rác đó người ta sẽ trả tiền vô mình đổ bao nhiêu một cái pin như vậy đó, phải trả tiền đó mọi người. Đó. Và bây giờ là anh đến anh câu cái lấy một cái pin thứ hai nè, lấy một cái thùng rác thứ hai. Hồi nãy trong đây có 2 thùng. Mấy anh bạn làm bên nhà đốc nhà chắc giờ đang nghỉ về, về nhà nghỉ ngơi rồi, ngày mai chắc làm tiếp á. Nói chung là công nhận họ làm rất là nhanh, bao người là làm vậy là nhanh lắm á. Tại cái mái nhà này nó rất là lớn, đâu phải là một bé bên đây đâu, một cái dãy bên hông nữa kìa. Nhìn thấy cái tay gọn đó không? Là nó điều khiển với cái nút đó, rồi nó câu 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 lên. Mình xem cái tay cho mọi người thấy nha. Đó, chỗ đó có rất là nhiều nút luôn đó. Dạ, anh làm quen anh mới biết, điều khiển với mình lạ mà làm sao biết được. Đó. Và thấy không? Rồi, anh lên anh tắt cái gì ở trên đây nè. Và bây giờ tiếp tục lại một lần nữa, anh phải buộc cái pin đó lại. Ở bên đây có những cái việc mà giống như là bắt buộc, giống như là những người đi làm đường hay gì đó thì phải mặc đồng phục nè, những đôi giày nữa, những đôi giày cũng là để an toàn, có bít mũi chân này cái đó. Rồi có những cái công việc là bắt buộc phải đeo cái lỗ tai để ta nghe, tại vì nhiều khi tiếng ồn nó sẽ ảnh hưởng đến lỗ tai. Rồi mắt kính, nói chung là phải phù hợp với cái nhu cầu của công việc đó làm. Giống như là nếu mà mình đi đó. Và bây giờ là anh bạn này sẽ lên chắc đóng thêm mấy con ốc để bám giữ cho nó chắc hơn á. Mọi người thấy anh đi vậy chứ rất là an toàn, tại vì đôi giày của anh ấy á ma sát rất là tốt. Nó không có trơn đâu, không thấy đâu. Vì mình có từng lên nóc nhà thử rồi, mình thấy là đi chân không á nó còn nguy hiểm hơn là mình mang những cái đôi giày mà có cái độ ma sát ha tốt á, tại vì nó bám chặt lắm. Giờ đây là những cái bước làm, những cái bước này là xong, rồi gắn cái quạt thông gió lên nữa là tương đối là hoàn tất rồi. Giờ cái này chưa có xong nè, nên vẫn còn để đồ ở đây. Chứ nếu mà xong á thì người ta cũng phải dọn hết mấy cái trước sân này cho nó gọn ghẽ cho người chủ á.
Mọi người đừng có thấy bạn ấy trẻ nha, bạn ấy làm rất là chuyên nghiệp luôn á. Ở bên đây nó có cái trường đào tạo gọi là trường thép. Thì trường thép á, thì ra tay nghề rất là vững, tại vì họ được thực tập rất là nhiều. Rất nhiều những business, nhiều mấy cái chỗ ấy á, người ta rất là thích những sinh viên, học sinh ra xuất thân ra từ trường thép, tại vì cái tay nghề nó vững hơn á. Đó, bạn ấy làm. Bạn ấy đo chắc đo khoảng cách hay sao á, không biết đo cái gì nữa. Bây giờ bạn ấy đóng mấy con ốc dưa nè, tiện quá mọi người ha, đóng đóng mấy con đó vô bằng cái máy á, rất là nhanh. Cái việc này chắc nhẹ nè, nên cái này chỉ có thấy không mình bạn này hả, bình thường tới 4-5 bạn lận. Người thấy không? Do chủ nhà là một người bạn của mình, thì ở đây là đó là thay một cái mái nhà như vậy đó, thì cái giá mái như thế này nè là tốn 15.000 đô, thì tầm khoảng 270 triệu của Việt Nam. Thì mọi người, người ta công ty đó họ sẽ đến và họ sẽ làm hết tất cả mọi việc luôn, từ tháo mái ngói cho đến đập ống khói, rồi họ dọn dẹp rác luôn. Và một cái mái ngói như vậy á, thì nó được bảo hành tới 36 năm lận mọi người. Rất là lâu luôn ha. Và ở bên đây á, thì tùy thuộc vào công ty, tùy thuộc vào bạn lập cái loại gì, và cũng nói chung là cũng tùy thuộc vào bao nhiêu năm warranty nữa. Thì nói chung là mỗi nơi mình phải tham khảo giá cả nó khác nhau, chứ nó không có quy định là một cái mái nhà là bao nhiêu tiền ha. Thì cái đó mình phải kiếm như là mình tìm hiểu những cái công ty nào làm giá tốt nè, rồi làm nói chung là được có nhiều kinh nghiệm đại khái là như vậy, thì mình lựa mình chọn mình làm. Và bây giờ là bạn ấy muốn hỏi về cái kênh của mình là kênh gì, tại vì trước khi mình quay bạn ấy đó, mình có nói với bạn ấy là mình muốn quay để mình để lên kênh YouTube của mình đó. Bây giờ mình cho bạn ấy thông tin ha, để có gì mình có để tải cái video để lên, bạn ấy có thể thấy bạn ấy trên trên video của mình. Nói chung là bạn ấy rất là nhiệt tình, rất là dễ thương và rất là thân thiện. Và đây là cái mái nhà đã hoàn tất. Rồi. Bây giờ mọi người có thấy có đẹp không? Đẹp ha. Em xin chân thành cảm ơn ông bà, cô chú bác, các anh chị và các bạn đã theo dõi video của em nha. Xin kính chúc mọi người luôn luôn vui vẻ nè, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và luôn bình an nè. Em xin bye bye và hẹn gặp lại nha.